Hoàng Song Sen mình vẫn lật poker trên dưới anh em nhá. Mình vẫn chơi như cũ anh em ạ. Đấy, cái lối chơi của mình, cách chơi của mình nó như này anh em. Đấy, vì mình nhìn thấy được cái con poker trên dưới này, anh em nào mà chơi vốn nhỏ ấy, tầm vài chục ca ấy, vào đây lật cực kỳ rất là ngon luôn. Uy tín luôn anh em. Đấy, mình lật có khi mình lật vài chục giây là lên được 100k lên một củ anh em ạ. Rồi thì lên 100 à, một củ 096k. Rồi thì bây giờ mình sẽ bắt cầu siêu xe. Đấy, mình sẽ áp dụng cái công thức của mình. Đấy, công thức này mình chưa thấy ai áp dụng cả. Đấy thì trước giờ thì mình cũng chơi như thế này anh em ạ. Đấy, cực kỳ rút, an toàn, uy tín luôn. Đấy thì mình cũng nghe bảo anh em là chơi 4 cửa, nghe anh em bảo là chơi 4 cửa dưới cũng có thể rút. Cái này mình không chắc chắn vì mình chưa thử anh em nhá. Mình chưa bao giờ thử cả. Đấy, ok chưa? Phát đầu tiên này. Đấy, cái lối đánh của mình là mình sẽ bỏ 4 con siêu xe trên và mình sẽ bắt auto 2 con ở giữa và một trong hai con bêm đắp với lại mắt đa nữa anh em nhá. Mình sẽ bắt 3 con, mình sẽ bỏ 1 con ở dưới, 4 con ở trên. Đánh từ đầu đến cuối mình sẽ chơi theo một lối đánh như thế này. Đấy, để xem lái lối thì anh em xem rồi biết nhá. Nhưng anh em nên nhớ này, anh em nên nhớ này, anh em phải chơi đều tay. Đấy, chơi đều tay và không được tất tay. Đấy, chơi con này là anh em không bao giờ được tất tay anh em nhá. Đấy, ví dụ vốn 100k thì anh em chia ra mỗi phát 10k. Đấy, mỗi con 10k anh em đánh 3 tay. Đó, còn vốn chiều thì anh em chơi mỗi tay tầm khoảng 50. Đó, như thế anh em nhá. Còn vốn 5 lít thì anh em chơi tầm vốn cũng tay tầm 30 thôi anh em. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt con này nhá. Mình sẽ bỏ con kia anh em. Đấy, hôm nay thử bỏ con kia cái. Chứ bình thường hai con ở giữa không bao giờ mình bỏ đâu. Đấy, để xem nào. Ok, ăn rồi anh em ạ, ăn rồi. Uy tín nhá, hai tay tất tay ăn là cả hai luôn. Đấy, vừa vào tất tay hai phát là 8 triệu anh em nhá, không nói nhiều. Mình bảo anh em nào áp dụng cái công thức này của mình vào chơi, cứ mỗi ngày anh em kiếm 5-7 lít một củ, thậm chí là 5-6 củ cũng có thể anh em nhá. Anh em nào mà chưa trải nghiệm con mình bóc là link trong mô tả anh em ơi. Mình đã ghim trong mô tả cả link tải cả link nhận cốt. Anh em tải xong vào cái nhóm Telegram nhận cốt 20k trải nghiệm nhá. Ăn không? Ăn ngày chứ sao không ăn anh em. Ăn ngày vào mồm luôn, 1 triệu nữa này. Ok, uy tín nhá. Rồi bây giờ lên 10 triệu, bây giờ mình sẽ giao lại phát anh em. Đấy, một là cho nó đổi cầu, hai là cho nó đổi vận anh em, cho nó may mắn xíu anh em. Anh em đừng có ở lại lâu, anh em ở lại lâu chắc chắn anh em sẽ toang 100% luôn. Adu, con này nãy giờ nó bị kinh khủng ấy nhá. Rồi, rồi ok thì bây giờ thì mình sẽ tiếp tục chơi này. Mình sẽ tiếp tục mình bắt mỗi con 5 triệu anh em. Đấy, tắt tay thử một phát anh em nhá. Anh em, mình sẽ cho anh em trải nghiệm thử một phát này. Đấy, thì mỗi ngày thì mình vẫn dành ra 1 tiếng buổi sáng tầm 9 đến 10 giờ. Đấy, anh em nào mà đang xa bờ, xa đảo, cần bờ thì cứ liên hệ cho mình. Mình sẽ kéo free anh em về bờ miễn phí. Ok, ăn tay 5 củ nhá. Rồi, mình sẽ kéo anh em mỗi người 1 đến 2 lần về bờ. Anh em nào cần thì cứ liên hệ ngay qua Zalo cho mình. Số Zalo mình để trong mô tả nhá. Đấy, anh em tải thì anh em tải con này thì anh em nhận cốt 20k. Rồi anh em nạp 100k lần đầu sẽ nhận được khuyến mãi 58k nữa. 58k này là anh em vào hòm thư để nhận nhá. Rồi nhận xong anh em inbox Zalo cho mình nhận thêm 20k Momo. Rồi mình sẽ đưa anh em về bờ miễn phí nhá. Ok chưa? Đó, quá uy tín anh em à. Quá uy tín. Đây rồi, con gì đúng không anh em à. Mắt đa hay bèm đắp gì mình cũng ăn cả. Đấy, uy tín chưa anh em? Rồi, lên 40 củ rồi anh em ạ. 40 củ này không nói nhiều. May ăn được mấy tay to anh em ạ. Bây giờ mình sẽ bỏ mắt đa nhá. Mình sẽ bỏ mắt đa, mình bắt mỗi con 2 triệu 2 này. Rồi, anh em nào mà rảnh cứ 8 giờ tối vào xem mình live stream hàng ngày anh em nhá. Đấy, thì mình live stream thì cũng không có nhiều đâu. Mỗi hôm mình dành ra 500k để lọc lá cho anh em xem live stream cho vui nhá. Mẹ ra mẹt rồi. Cày thế nhở, ra mẹt mẹ rồi anh em ạ. Ra mẹt rồi. Thôi không sao anh em ạ, không sao, vẫn còn nước là còn tát thôi anh em. Rồi. Đấy, mình đưa anh em về bờ thì anh em nào khó khăn quá thì mình sẽ giúp anh em nhá. Còn anh em nào mà san đảo xa bờ mình vẫn giúp. Đấy, anh em tải game mình vẫn giúp anh em. Đấy, mỗi người 1 đến 2 lần. Và đặc biệt nữa mình đưa anh em về bờ mất mình hoàn vốn nhá. Còn ăn thì anh em cứ nhận nhá. Mất thì mình hoàn lại vốn cho anh em, ok chưa? Rồi, ăn tiếp này, 11 triệu 500 này, 56 củ vãi lờ. Uy tín chưa anh em, 56 củ nhá, không nói nhiều. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt hết số lẻ anh em nhá. Mình bắt hết số lẻ này, ba con này này. Đấy, anh em cứ nghe mình, anh em bỏ 4 con siêu xe trên, anh em bắt 3 con ở giữa, 2 con ở giữa với là 1 con điem đắp hoặc mắt đa anh em lựa chọn. Bỏ 1 trong 2 con này cho mình. Đấy, anh em cứ bắt từ đầu đến cuối. Auto ăn anh em ạ, auto ăn luôn. Đấy, phát này mất mé rồi, auto đâu, đúng không? 50 triệu nữa anh em này. 50 triệu bây giờ mình sẽ chơi tiếp anh em. Chơi tiếp nha, chưa nghỉ được rồi. Chưa nghỉ được anh em ạ, chưa nghỉ được đâu. Làm gì mà nghỉ được tầm này anh em ơi. Làm gì mà nghỉ được tầm này.
Để xem nào anh em ơi, làm mỗi con 6 triệu nữa nào. Địt mẹ ra siêu xe thế rồi, địt mẹ đến giờ đó anh em thấy không, ở lâu thì không sao mà địt mẹ chơi nhiều thế này nó bị bỏ mẹ nó luôn anh em ạ. Nó bị bỏ mẹ nó luôn này, cay chưa. Rồi bây giờ mình tất tay mỗi con 11 cụ nhá anh em. Mẹ nó dám bịp mình phát này, nó mà ra siêu xe phát là nó dính trưởng với mình luôn, không bao giờ mà ăn được mình phát này anh em ạ. Không bao giờ nó ăn được mình phát này ăn xong mình nghỉ luôn anh em, không bao giờ ăn được mình phát này luôn 100%. Ok chưa, uy tín nhá. Rồi 10 triệu nhân 5 bằng 50, mình sẽ dừng clip tại đây anh em nhá. Bye bye, hẹn lại anh em vào những clip tiếp theo.